vào học lúa chứ nhỉ. Thằng ấy mua luôn. Ui nhờ, chỗ này mình phát từ năm ngoái rồi, bây giờ nó càng mọc mà mọc nhiều hết. Là càng phát nó càng mọc nhiều hơn. Ui, một sâu to thế. Hôm qua vừa quay xong, hôm nay đầy sâu này. Hôm nay đi kia cùng ông bà ngoại lên rừng. Chặt cây. Chặt qua cái vỏ đi để cho nó chết khô. Chặt hết đi. Thật đấy nhỉ, ý ác thế này. Năm ngoái nó không thấy đâu. Lo nặng lắm. Chặt đi. Ừ thì chặt nó đi, đừng nhìn nó. Ăn lông ăn bắn lông quật kia tỉnh nó ấy, người xa ấy. Ừ, xa cho cắt hết đi. Nó đẻ thì nó ấy thôi mà. Đây là rừng của ông ngoại. Đây, cái rừng này đứng yên một chỗ thì muỗi nó bu đầy luôn. Bâu này. Nhiều sâu lắm. Nhiều cực luôn là thật đấy. Dạ man luôn cho sâu này. Cái cây này hẳn phải đến cho con. Một chừng đi lấy măng. Sâu này. Sâu nữa này. Ui trời ơi. Đúng rồi, cây này này chúng ơi. Cả đàn sâu này. Ui cây này. Một đống sâu luôn. Ở xa không à, mọc lên cây nào thì người ta đi lấy hết. Mẹ ơi, mẹ có thể sạp cho con cái này không? Một tí rồi. Coi áo tang gì không? Thế là được một... Được một bữa canh rồi. Đây là nấm người à? Ừ, ăn được. Một vụ nhỏ này, sau này nó có lại được nữa không? Nó có lên nữa không? Chắc là lên hết nhỉ? Mới vẫn cứ anh
ăn cứ mượn tay hết áo này. Ăn gì là bấm bấm buồn em thở. Mẹ ơi, cái này để đâu? Cầm lấy thôi. Hết con cha hai em tao. Ui, cục khô nhiều lắm nhưng mà sẽ khó lấy nha. Ủa, ở đấy đi dựng lên bức. Con này. Dạ. Nước của mình là hết chỗ này nhá. Vâng. Bụi tre này là của mình, cửa góc bên này thẳng xuống dưới. Đây, đây, thẳng xuống dưới. Từ đây thẳng xuống dưới. Của họ. Vâng. Nhớ đây. Đấy, bụi tre này là của họ thôi. Ờ, cái này là của họ nhá. À. Xuống dưới đây. Xuống tre này xong đến hết cái cây nhãn ở dưới kia kìa. Vâng. Là của mình. Còn cái này cũng là của mình. À, lên, cứ đi đi tít hẳn lên thế này ấy. Đây là của mình hết nhá. Cái này, xe bố kìa. Vâng. Cái này, cây tre này. Cây tre này mới là cây tre. Cây tre ở trên kia nữa. Vâng. Một, hai bụi, ba bụi. Ở dưới này ba rồi nhưng mà nó bị ấy rồi. Một, hai, ba. Ở bên kia là hai bụi to nữa nhá. Vâng. Bốn, năm, sáu bụi. Nè, cái này là mình trồng cây cơm lam mà. Nhưng mà nó chết đây rồi. Đây này, nó mọc mọc ra một ít rồi. Đây, đây. Cây cơm lam hả? Hả? Này, hồi xưa ở chỗ này á, đi hái quả sim nhiều lắm. Hết tỏ bây giờ hết. Đây, lời quá à. Đây, đây, cái đi chính ba nó lên cho có nó rồi. Có măng, có củ thế ạ? Ừ, nó củ vẻ. Cái gì đấy? Thế ai hét ở dưới dưới? Nhìn cái bộ mông quá. Bà ba này là thói, bà mi sẵn đây, bà hà lít tập bảo vệ hình này. Con sông nhiều lắm. Con sông nhiều lắm. Hai chị. Hai chị lên đây, thấy sâu hét ầm ầm. Hả? Có muỗi như đấy chị ạ. Xem chị lên đây bằng cách nào. Mũi bay ấm ấm luôn nhỉ. Chị Dương là có kinh nghiệm rồi. Xe kín mít. Em không dám sờ với cái gì luôn. Ê sao lực quá. Sâu cái chi hãy dên cỏ luôn. Đầy sâu luôn. Cây nhãn đi. Đây này cái tay đi. Còn đôi nào không chị, cho em một đôi. Muội ác quá. Em bị đốt Dân ơi. Dân ơi. Dân, con sâu ở dưới kia nó một đống. Ở chỗ đấy em nhớ có một một đoạn cả chục con sâu luôn. Đây con này xấu thế nhỉ. Tắt kéo ra ra. Sao lại có tàu này nhỉ? Hóa ra là mít là hai là bé hà lưu thôi nè. Bơ, à, với cái tàu trong tắt thôi em ngay em ơi. Có mà ôm nó. Sao nó? Còn là cái mít bồng bác. Tốt hơn hay là đừng đụng vào cái cây ấy. Không thì chặt nó đi. Thế nhưng mà cây nào nó cũng có thế nhỉ? Đừng chặt vào, đừng đụng vào cái cây ấy. Tí nữa nhờ. Cây gì hả bố? Dương ơi. Cây này đừng có đụng vào cây này. Dương. Có cây này. Đi xuống á, em sẽ không chịu sợ chịu. Ba không nghề luôn đấy. Phải trả lắm con. Chúng ta mau hôn thì nó phải cái tàu trong hôn đó. Ờ. Đấy là hút của bông của tốt với con. Đúng con. Đúng con. Đúng con. Đúng con. Đúng con. Đúng con nghe xuống bắn chua thằng đi lo nha, qua chơi cái tá cái này cái đây, hả? Làm cái tẩy cái bắn đi.
trắng lắm. Thank you.
Còn đây có củi nữa. Đừng có để ý nó chứ. Thank you.
Không, con đi lấy củi nhiều chưa? Sao không có vài quả sim bỏ chua nhỉ? Mới lạc lúa cho là ăn chèn cho mẹ lúa thôi, bố Phương chính luôn. Đang quay video bằng máy. Các bạn cái ơi, đấy hơi to rồi. Nếu là làm việc cán bộ thôi nhé. Làm nông cũng vui mà. Đấy. Đặc sản đây, đặc sản đi rừng. Cái đàn sâu đợi. Thơm thêm đi, à. Tại vì cái kia nó cũng khó. Má gọi mai đi, má này đi. Chị Duyên vẫn đi rừng vẫn mang ví à? Thế này là một năm đi được 2 lần thôi nhỉ? Thế phải đến mùa đông. Mùa đông nó sẽ ít hơn thôi. Gầy nó đi được thôi mà. Ui dồi ơi, tao còn lao đầu đi vào đấy làm cái gì? Kìa chân ơi, chân kìa, để ý kìa. Ôi, làm cho con cái dây này. Tao chụp đi. Bên thì nó sẽ bị lỏng đấy. Ừ, mà má ướn cho em. Anh này, anh này. Lần đầu tiên em được bó củi ạ. Này, em sắp kìa. Tôi cũng nóng củi lao các bạn. Con sâu này biết nhảy của người đấy. Con sâu này biết nhảy đấy. Cái này được mà.